Xong chúng mình sẽ nói đến sản phẩm của video hiện developer sản xuất mới. Trên là trong video này cứ chi video Medium mới một tiết. Đại nhóm mình thử cả bài học thì tiết tổ năng CSUI mới mà mẹ tha CS Framework mới. Đại CS Framework này cứ miền chúng ta thay viên. Hãy sắp thay viên lên đấy cứ đôi chi bằng mai khai môn. Nhóm sắp phơ video nó mà đòn này. Đại thay viên đại nhóm bán phơ lục môn nó cứ tiết tổ thay viên version P bạn. Và ta sẽ đặt thay viên đại nhóm nâng phơ nâng video này cứ tiết tổ thay viên version 7. Chẳng vì khó khăn thì toàn là version khó khăn version mà khó khăn thì tiết tổ là version. Hơi tiết tổ nâng phép khó khăn thì bỏ viên nâng nèo hay thua cả search lời internet bán. Tao vì mình là phải play tiết tổ là version 7 nâng. Nó sang trong video này cứ nhau ở bàn và hạ nhau hay tế. Mà trên nèo hay thua cả search mở được khu này bàn. Ok, chứng môn nâng chập đàm thuật ca sẽ xế cột bỏ thay biến. Cứ nhóm xong thuật ca và hai nơi in ra sân một chút nuôi bỏ thay biến sân. Đã bây giờ nó hay vô ta vậy tới chỉ thay biến mà. Chứng bờ sân chỉ nếu hay vô bị thay biến chút bà hỏi. Nó bây giờ sẽ cốt cứ nghi sử dụng bạn. Ok, chứng có mà khá bè lưu dũ dương chập đàm cho tất cả slide được học nhé. Ok, chứng ở đây tới chia thay viên gì ấy. Mà chứng tiệt tôi là biết thay viên nâng. Chúng cá nhóm ăn thay van tới chúng cá nhóm ăn thay viên. Mà nhưng mà đơn thay nhóm ăn khó trời tế và xong mà chia sái. Tại bởi xong nó hơi ăn mấy. Ta bật nè hơi bật cọp được khuôn ấy, ăn khuôn ấy tới. Mà và làm nhóm. Nhưng mà đơn thay nhóm ăn khó được trời tế. Ok. Chứng ở đây tới chia thay viên gì ấy. Chứng thay viên gì ấy nó cứ dương mẹ tha dương ai tra pra với sạch với cả các website bao giờ nắng ao vì mình là lương chứng môn hay nắng ghi số chứng môn bạn nắng cứ thay bên gì ai ok hai mươi tiết cứ tiện tô nắng dương ai thuộc cả custom user interface bao giờ đặc khuôn này mẹ tha là lờ website bao giờ nắng ở thò dương chọn custom cái kênh này bà chẳng thôi chứ dương ai thuộc cả custom bạn chứng vì bởi dân gì dân bị thiếu cho mùi nó bootstrap vì khó khăn trong tha bootstrap nó về dân trong custom này bà nó không bootstrap của dân tập cả file style mấy mùi mà file style mấy mùi được có dân ảnh xe 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 chị line style được có chị ấy xem đây chẳng dân tập cả thầm mấy mùi và tạo mà dân xe code đại dân mẹ thay dân trong custom này bà chẳng dân tôi sẽ code custom bia màu hay đặt nó trong file mùi thứ bảy đằng đây mẹ thay dân vô style bao giờ nắng tự chọn cho mùi nó style bao kì toàn đấy nó tệ bọn nó bootstrap và ta sẽ đặt thay ván ở tế cứ rõ là mùi mùi nó cứ dân tôi custom được khuôn ảnh cứ việc miền ở nơi bà dân đôi nó không bootstrap đi anh nói chẳng nhau một chuyện là về size và to tiền bạn. Ok, giờ nó cứ ở vậy tới chia Taiwan gì ấy. Bạn why Taiwan gì ấy? Mình cứ what, anh ấy cứ why. Mà why Taiwan gì ấy? Chẳng vì mình này copy slide môn tế anh ấy. Cứ tìm mỗi cứ faster UI building process. Mà thì bí cứ dân ai custom class. Mà mình thay dân build UI bỏ dớn cứ dơ bài hot trong ca sẽ xe style gì ấy bạn hay dơ bài rô hot trong ca rô chmô khá đảm bây phở ca đã style ở Việt thì tỏ nét là nó cứ mùa là hai đại dương bà bà thay bàn. Ok mùi tiết cư tiết tô nâng con sầm bắt hay nâng con bị bắt chẳng con sầm bắt nhau miên tập buồn chùm nói tế hay nâng con bị bắt cư nhau miên pì chứ mà sân nhau hay miên con bị bắt ở thọ bà sân nhau hay miên tại tôi còn bị bắt đang tràn nhờ ai lực là khuôn ai từ tạo bị mỹ cái khla và ta giảm nhóm cứ nhóm tầng là pi đằng này ok chấn con sầm bạch chấn con sầm bạch trong kappa Taiwan CS thì mỗi cứ no more ceiling name no more ceiling name for CS class and ID chứ mình lại nó cứ sầm nào từ lời dương bạch hot không caro chmu đạo class được có ID bỏ dương thì bạn
dùng bài hot hot roll chung một tỷ xa là thôi cứ dùng prapra class bỏ Taiwan sập sập bạn chân chỉ tham đá bờ sân dùng prapra Taiwan gì ở thế rock class được gọi ai đấy cứ dùng từ roll chung đạt được luôn này toàn đấy bạn. Ok, mục tiếp cứ we can customize the design to make the component. Chứ đôi chỉ nhóm bạn một chuyện tăng pi slide môn dẫn cứ nó không thay ván cứ việc mình component để dẫn sắp sắp tê việc vừa ở đôi bootstrap tê bootstrap ở thôi bây giờ chọn ban style button môi chấn cứ nó không nói vì mình component để dẫn sắp cái dẫn còn hai class bị ẩn máu mà chứ dẫn chọn dẫn ban style môi ở thôi dẫn chọn ban po 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 kì po bài to nhé đã thả bị ẩn sạch sẽ màu thì dẫn cho bia button túi dẫn đã bị ẩn SM và chứ nó không bootstrap cái dương prapra bằng nâng là xa nó không bootstrap vì mình không bằng nâng sạp và ta sạp thay ván thay biến cứ ọt ọt miền thì và ta cứ dương ai phơ ca customize được luôn này toàn đấy dương ai phơ ca customize mình thay dương một chỗ là bỏ thay biến ọt nâng và ca tới chỉ không bằng nâng mùi được luôn này cho nên bây giờ ngày kéo dương chọn prapra chương còn call hai view mà prapra cũng cứ bạn này mẹ tha dừng bị chỗ khá chán tới chữ khá mạnh tích mà ok chán tích nhóm xong rồi dạng bọt tích chữ chữ ok mùi tiết cứ make the website responsive chứ make the website responsive nó xong là lờ dừng ai bắt cả website bỏ dân nó mình lẹn là responsive chứ responsive nhóm sẽ không thà nó hoài bài chứ top score lại top đăng ấy bạn chứ responsive nó cứ xâm đạt lỡ nó bê dân một cái website mới dân bạn đã lỡ device xin chân website bao giờ nó cứ bị bệnh bệnh uống bệnh đưa gọi bệnh uống tất tám device nó đại dân bạn bảo này mà bây giờ bạn lỡ phone cứ bị trên lẹ nạ tôi chỉ phone nhân thầy mà chân anh ấy cứ kê anh ấy cứ hai việc cái hai vị responsive. Ok, mục tiếp made the change in the design manner. Chứ anh nó cứ làm đa từ lờ dương ai phơ ca plap đồ style mà đại dương chọn bàn bàn mà dương mạch hot dạy plap đồ bán chơi thôi dương chọn bàn style bạc mịch chọn bàn po bạc mịch chọn ban lẽ nạ ban bây giờ thọ chẳng ở bìa miền animation miền ấy trên đây mà nhưng giờ anh phạm đầu ban không theo viên gì ấy ok chẳng bắt to tiếp theo tôi nâng côn bị bắt ok côn bị bắt cứ miền pí đây nhom nâng phơ ca và hán thì mới ở miền header rồi có navigation component chả nó cứ đá tê vì slide môn cứ xâm đá lỡ admin component bạn chẳng việc miền ở component ở dưỡng prapra tê và tái cứ dưỡng ách customize phụ này hơi tí bế cứ dưỡng bộ bạ trong tha dưỡng trời ca chân này bê bởi lý không ca riêng viên tích đó xa nó không thay viên nó cứ vì mình khá tràn hơi khá mùi mùi nó cứ vì mình style xinh xinh thì vì mình tùn tích khó thì trên nhân rơi chậm nái p thông ca riêng vi toàn đấy bạn ok hai tia tô nâng browser đã support thay viên đấy cứ vì mình 4 Google Chrome Microsoft Edge Firefox hay nâng Safari chân sạp IE cứ việc score đi bạn chân tia tô nâng browser support cứ vì mình bật bật nâng ok chân tia tô nâng ca install cứ nhóm nâng thua ca bà hà nhậu nâng hình nâng video cao chân sạp video nó cứ miền bập bần nắng hơi bờ sân chìm miền chừng ngò lấy ai thua ca comment nó càng cao video bàn mà để tô nâng bờ sân gì thì sạp ở dưới rồi có ở toàn trong lại nạ mùi chứ ai thua ca comment nó càng cao video rồi có mùi tiết cứ nhóm đi comment ở thế search nó lên internet mà bờ sân dưới search anh nâng nó lên dưới cả tràn toàn đấy ok chân miền bập bần nâng ấy sạp video mùi ní chân ở con chụp cả tam đán
chân dân là chụp hình ở video cài bắt đầu thì hai cũng thể chú ý subscribe hay đừng share video đi để cần một phép nào thì phòng ok ok chân dân là chụp hình ở video cài bạn ok.